Xin chào các bạn. Hôm nay, Việt Nam Book xin giới thiệu với các bạn cuốn sách Ba Người Thầy Vĩ Đại. Ba Người Thầy Vĩ Đại là câu chuyện hư cấu nói về khát vọng sống, khát vọng thay đổi chính mình của anh chàng tên Jack Valentine. Vì không thỏa mãn với cuộc sống nhàm chán hiện tại, Jack đã lên đường tìm kiếm một cuộc sống hạnh phúc và tươi đẹp hơn. Nhờ đó đã có cuộc gặp gỡ với ba người thầy đặc biệt. Cuốn sách này sẽ giúp bạn khơi gợi lại những khát vọng đã bị chôn vùi từ lâu. Hãy theo dõi bài viết sau để cùng tìm hiểu nhé. Một số thông tin cơ bản về cuốn sách Ba Người Thầy Vĩ Đại. Tên tác phẩm: The Sun, The Sufi and The CEO, Ba Người Thầy Vĩ Đại. Tác giả: Robin Sharma. Dịch giả: Nguyễn Xuân Hồng. Với 330 trang sách, 15 chương, tác phẩm Ba Người Thầy Vĩ Đại thể hiện các bài học sâu sắc đến từ ba người thầy là vị thánh, người lướt sóng và nữ CEO. Đây là những người thầy mà Jack đã gặp trên hành trình đến Roma, Hawaii và New York. Bìa sách được thiết kế khá giản dị với tông màu xanh dương chủ đạo cùng với tiêu đề và câu slogan, câu chuyện đặc biệt về cách sống theo những gì mình mong muốn. Một điểm đặc biệt của cuốn sách này là tác giả đã gói gọn phần giới thiệu, lời cảm ơn chỉ trong 2-3 trang giấy. Điều này giúp những người bận rộn tiết kiệm được nhiều thời gian. Giới thiệu tác giả Robin Sharma. Robin Sharma, 1965 sống tại Ontario, Canada, là một trong những nhà tư tưởng hàng đầu trên thế giới về lãnh đạo và cuộc sống. Và ông cũng là tác giả của hàng loạt cuốn sách nổi tiếng như Nhà sư bán xe Ferrari, Đời ngắn đừng ngủ dài, Bắt đầu từ bên trong, Nhà lãnh đạo không chức danh. Robin Sharma là người sáng lập nên công ty Sharma Leadership International, một công ty chuyên đào tạo những nhà lãnh đạo cho các tổ chức lớn. Đối tác của ông gồm các công ty tầm cỡ như IBM, Microsoft, GE, Nike, Cergap, FedEx, cũng như Đại học Yale và IPO. Tóm tắt sách Ba Người Thầy Vĩ Đại. Ba Người Thầy Vĩ Đại là một tác phẩm hư cấu kể về một người đàn ông tên Jack Valentine, có đường đời giống với Robin Sharma, lên đường tìm kiếm hạnh phúc mới sau khi trò chuyện với cha mình. Và Jack đã lên đường theo hành trình mà cha anh đã sắp xếp. Tại Roma anh đã gặp vị thánh, tại Hawaii anh đã gặp người lướt sóng và gặp nữ CEO trên chuyến bay đến New York. Có thể nói, Robin Sharma đã xây dựng hình ảnh ba người thầy rất thành công, ba người đại diện cho ba lối sống, ba triết lý nhân sinh khác nhau. Người thầy đầu tiên là vị thánh, một người sống hoàn toàn dựa theo triết lý hạnh phúc. Tiếp đến là người lướt sóng đang trên đỉnh cao của sự nghiệp nhưng lại từ bỏ mọi thứ để sống ẩn dật. Người thầy cuối cùng là nữ CEO thành đạt nhưng không bị đồng tiền làm mất đi lý trí. Cô kinh doanh dựa trên những triết lý về hạnh phúc, niềm vui. Trải qua những cuộc trò chuyện và chia sẻ với ba người thầy, Jack đã đúc kết được rất nhiều chân lý mới, làm thay đổi suy nghĩ và cuộc sống trước kia của mình. Và anh đã trả lời được ba câu hỏi mà cha anh đã đưa ra. Ta đã sống một cách khôn ngoan chưa? Ta đã yêu thương chưa? Ta đã cống hiến thật nhiều chưa? Khi đọc cuốn sách Ba Người Thầy Vĩ Đại, bạn sẽ chiêm nghiệm và nhận ra được nhiều triết lý sâu sắc một cách chủ động thông qua các trải nghiệm thú vị của nhân vật Jack. Hành trình đi tìm câu trả lời cho ba câu hỏi lớn trong đời. Sau cuộc trò chuyện ngắn với cha của mình, Jack đã đánh thức được phần nào trong tâm hồn của mình. Tuy nhiên, anh chàng vẫn còn băn khoăn về ba câu hỏi mà cha anh đã nói. Điều này đã thôi thúc anh lên đường tìm ra lời giải cho những câu trả lời này. Câu hỏi đầu tiên, ta đã sống một cách khôn ngoan chưa? Tại chặng đường đầu tiên, Jack đã gặp người thầy đầu tiên vị thánh, Đức Cha Mai tại một nhà thờ ở Roma. Qua những câu chuyện của Cha Mai, Jack đã rút ra được nhiều bài học quý giá con người và vũ trụ. Đồng thời, cha cũng đã dạy cho Jack cách dũng cảm đối diện với thất bại, cũng như cách xóa bỏ nỗi sợ hãi sâu thẳm trong con người bằng tình yêu thương. Câu hỏi thứ hai, ta đã yêu thương chưa? Tại bãi biển ở Hawaii, Jack đã gặp người thầy thứ hai Mae Jackson, một vận động viên lướt sóng, người đã giúp Jack trả lời cho câu hỏi thứ hai. Người lướt sóng đã dạy anh cách tận hưởng từng phút giây, từng khoảnh khắc, cách từ bỏ lý trí và mở rộng trái tim. Và từ những lời nói này, Jack đã nhận ra nhiều bài học quý giá. Luôn lựa chọn những từ ngữ tích cực, cho đi mà không mong nhận lại điều gì và luôn yêu thương bản thân, chính là cách tốt nhất để nhìn thấy thế giới mình đang sống tươi đẹp như thế nào. Câu hỏi thứ ba, ta đã cống hiến thật nhiều chưa? Trong hành trình cuối cùng, Jack đã đi đến New York và gặp được nữ CEO, Ted Well, người thầy thứ ba của anh, người giúp trả lời câu hỏi cuối cùng. Vị CEO này đã dạy Jack cách tạo ra giá trị lâu dài và dành hết sức mình để phục vụ khách hàng, cũng như cách để trở thành một thủ lĩnh thực thụ, không chỉ trong sự nghiệp mà còn trong cuộc sống. Những bài học rút ra từ ba người thầy vĩ đại. Giúp đỡ người khác chính là giúp đỡ chính mình. Sống đúng với bản ngã của mình. Hãy để lại một di sản. Hãy chăm lo cho bản thân để có thể xây dựng ước mơ và giúp đỡ người khác. Luôn sống chân thành với ước mơ, trái tim và trí thức của mình, cũng như luôn sẵn sàng đương đầu với các khó khăn. Như vậy, bài viết hôm nay đã tóm tắt lại cuốn sách Ba Người Thầy Vĩ Đại của tác giả Robin Sharma. Hy vọng những thông tin được chia sẻ trên sẽ mang đến cho mọi người nhiều thông tin thú vị.